Đây, đúng là đồ nhờ, đón chờ giây phút nha. Giây phút, Elias lên tattoo. Hiện tranh, hiện đạo. Biến hình, biến hình. Nguyễn Minh Tâm, anh Sơn ăn đêm vui vẻ. Đẹp quá. Biên vẫn cao nè. Ráng chơi khoảng 5 phút xem. Ở tôi tưởng bao nhiêu 20 lít. Quá trời luôn. Cho dù nó có một mạng trước thì cũng bật khó như thường. Nó lội nè, nó bị đù bắn luôn. Nè, pin con Ash 239 pin nè, pin con Draven 200 pin nè. Bên kia bây giờ hai giác on lên sao pin cao, sao lát cũng vậy nè. Later. Mình đang bị đánh 22 mạng. Biến thẳng như vậy là chết. Tốc biến qua bên đi. Cái gì vậy anh ơi? Đúng đấy. Nãy giờ 10 phút rồi vật lát. Trời hết mana chứ không còn mana bằng đúng chết. Lát rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. 15 phút hết lát rồi, quá. À, tính là bị lát từ game trước tới game này luôn. Go, 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 go,
Ghém mẹ hai thằng rồi. Ai không nghe thế này này. Cài với đuôi cải thiện luôn, nên thấp quá là đang nổi nhắn mình đâu.